Lý Chính Cảnh, 17 tuổi, hoành luyện ngoài công đỉnh phong đại viên mãn. Thân phận Vũ Hóa Tiên Tông Cổ Nguyệt Phong ngoại môn đệ tử, kiến an hầu thứ tử. Ẩn dấu thân phận Thiên huyển thần quân thứ 763 cụ dự bị thân thể. Vận thế Tu hành tạng phủ dưỡng khí nội công, không trọn vẹn sai bản, không thể dưỡng ra nội khí, cũng đã thương tổn đến tạng phủ căn cơ, tại bảy ngày sau nội môn đệ tử khảo hạch bên trong thăng cấp thất bại do đó bị thiên huyễn thần quân vứt bỏ luyện thành huyết đan chết không toàn thây phương pháp cải mệnh như sau ta lý chính cảnh rõ ràng là đứng đắn tiên tông đệ tử như thế nào con mẹ nó thành dự bị thân thể quyển sách lại tên ta có một trang cải mệnh thư đứng đắn nhân tu tiên truyện đứng đắn nhân tu tiên ai tiêu tiền a à, các loại từ then chốt của tiểu thuyết sông đời Ta thành thế thân. Cửa sổ không đạn, xong đời. Ta thành thế thân. Tải xuống toàn bộ, xong đời. Ta thành thế thân. Chương mới nhất đọc. Chương 1. Xong đời. Ta thành thế thân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 2. Cải mệnh chi pháp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Đứng đắn tu tiên Có nhục nhã nhặn Vô trung sinh hữu Miệng là Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Hộ báo lôi âm trấn ngục công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Ám lưu hung dũng sát cơ lưu động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Ta khi thuận theo thiên mệnh. Cầu cất giữ. Cầu phiếu phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Hoàn chỉnh tạng phủ dưỡng khí nội công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8. Thủ cây ba năm, nàng ấp trứng bảy ổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9. Cây da. Ta nấu chính ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10. Ám hoa ngõ hẻm mời. Tuần sơn linh thú đột kích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc